Dạ, Châu xin kính chào ông bà cô chú, xin kính chào cả nhà. Giờ hôm nay tới giờ đi làm trời mưa. Trời mưa quá. Bữa nay mưa lớn hơn qua, qua mưa nhỏ. Hôm qua hai mẹ con đi thì mưa không có lớn lắm. Thi đậu bằng lái rồi mà người ta chưa có ra bằng á, nên là Châu chưa có chạy xe được. Hôm bữa cô Na nói là mua bảo hiểm xong là chạy được, nhưng mà hỏi là cái người bán bảo hiểm á, người ta nói phải chờ ra bằng nữa mới chạy được. Lúc trước có khán giả cũng xem cái hỏi Châu, nói Châu thấy nhà có xe máy đó, cũng nói là sao không chạy xe máy. Thì ở Hàn Quốc cũng như vậy đó, cũng giống như ở Việt Nam mà còn nguy hiểm hơn nữa. Nếu mình chạy xe mà mình chưa có bằng, mình không có bằng, mình không có mua bảo hiểm á, lỡ có gì té hoặc là bị gì đi bệnh viện tốn tiền dữ lắm, tốn tiền nhiều lắm, nên là không có chạy. Thà đi bộ cho chắc. Châu thì Châu cũng không có mà cần thiết dễ dụ đi xe, lấy xe đi cho lắm. Tại vì cũng đây quán cũng gần đó, đi bộ cho thấy cũng được, không đến nỗi có sợ đi nhầm khi đi chợ hoặc là đi siêu thị, đi đâu đó thì mới cần. Chứ còn từ đây ra quán á, thì đi bộ khoảng 15 phút à. Nên là mấy lúc tối, dắt tối đi làm về Châu cũng đòi đi bộ về hà, nhưng mà tại cô Na không chịu rồi chở mẹ con về. Chứ Châu cũng không có mà muốn cô đưa đó. Thường thì buổi tối ở chỗ chung cư Châu ở thì nó tối, cái mình về trễ là người ta đậu, người ta xe người ta đậu hết, là không có chỗ đậu á cả nhà. Nên là mới mốt biết lái xe rồi cũng ngại cái vụ đó nè, về trễ quá cái không có chỗ đậu xe rồi không biết đậu đâu. Mưa này mưa mùa xuân, mưa xong là cây cỏ rồi rau rồi nó mọc lên xanh tươi chờ coi. Cái mùa này là nhớ mẹ em nhiều, thiệt là nhiều, nhớ mẹ chồng á. Cái mùa này là mỗi lần là mẹ hái rau, hồi xưa hồi lúc mà Châu mới qua 2-3 năm đầu á, là mẹ hái rau ở dưới quê á đem lên cho ăn, là cũng đỡ tốn cái vụ tiền rau. Còn từ lúc mẹ lên đây thì cái gì cũng phải mua hết trơn á, bởi vì người ta nói có cha có mẹ là cái gì cũng có. Cũng có chị khán giả hỏi thăm mẹ. Khán giả Châu nghĩ là nhiều cô chú anh chị cũng nhớ mẹ. Thì từ lúc ba Na bệnh như vậy tới nay cũng lâu rồi cả nhà, Châu không có gặp mẹ nữa. Thì cũng lu bu công việc nè, cũng có mấy lúc Châu với Na nói nhớ nội nè, cũng nói nhớ nội mỗi đêm nó nằm trước khi ngủ là nó đều nói nó nhớ ba với nội hả. Cái cũng có mấy lần nói cô là nhớ mình, nhớ Châu, cũng nhớ mẹ nữa. Gặp chở Châu với Na đi gặp mẹ, cái cô Na cũng điện hỏi, hỏi chỗ gửi mẹ đó, rồi hẹn đặt lịch, xong cái tới lịch cái xảy ra chuyện, cũng như là mất công chuyện này chuyện kia, giống như là đi thăm ba hoặc là làm cái gì cho ba Na, hoặc là có công chuyện ngoài dự tính á, cái là thành ra là không có đi thăm rồi lần lần tới nay luôn á.
là không có đi thăm mẹ được. Chỗ gửi mẹ đó đi thăm sao cho thấy cũng hơi gắt gói một chút, là không phải mình muốn vô thăm là thăm đâu, phải hẹn điện rồi hỏi giờ nào tới thăm được, cũng phải hẹn giờ giấc nè, rồi tới là phải kiểm tra cái bệnh sức khỏe, kiểm tra cô na nói nha, là phải kiểm tra corona đó cả nhà, coi có không rồi mới được thăm, rồi thăm rồi nhằm khi dẫn ra ngoài á là cho ăn nhiều quá cũng không được, về có gì cái là cái cũng ấy khó khăn á, tại vì trong đó người ta nuôi rồi người ta giữ kỹ, người ta nói là ra ngoài ăn uống này kia cho ăn không kỹ về bị bệnh này kia cái người ta cực, hay sau đó thì cũng không biết, thì cô na nói là đi ra, mỗi lần dẫn mẹ đi ra cái cũng lựa món gì ăn cho mẹ có tiêu hóa, rồi ăn cũng không có nên cho mẹ ăn nhiều, nói chung là cũng hơi lu bu gùm gà, rồi lần quần tới nay luôn không có được gặp mẹ nữa. Na nó cũng nhắc hoài luôn mà chưa có đi được nữa, mà ba na bệnh vậy đó thì cũng không có nói cho mẹ biết luôn, chắc cô na cũng sợ không có dám đi thăm thường, sợ thăm thường rồi lỡ miệng nói cho mẹ nghe mẹ biết rồi mẹ buồn mẹ lo đó, nên là ba na bệnh vậy là nội cũng không có biết giấu. Bởi vậy hồi trước kia cả nhà, hồi lúc mà gia đình Châu có ý đưa mẹ vào viện dưỡng lão đó, thì Châu cũng có ý định, Châu cũng nói với bạn, với ba, với cô Na là để nhà đi Châu chăm lo, chăm sóc mẹ cho. Nhưng mà không chịu, nói là Châu vất vả lắm, không được đâu. Chắc cô Na với ba Na cũng biết trước được là ba Na nhập viện á, nếu mà bệnh nhập viện như vậy là kiểu như là cũng sẽ có cái gũi á, cũng có cái gũi go, tính tới cái mức đường mà gũi go nhất á cả nhà, là ba Na vậy á thì sẽ rất là vất vả, nên là không có đề để mẹ nhà chăm sóc nữa, tốt nhất là gửi mẹ đi đó. Giờ Châu mới nghĩ, Châu mới hiểu, tại lúc đó Châu cũng có bạn mà không ai chịu, cô Na với ba Na không chịu, Châu cũng nói sao mình muốn mà không nên chịu để cho mình làm mà vậy, Châu cũng có hơi thắc mắc. Nhưng mà giờ thì chắc Châu nghĩ ra là chắc giờ là do lý do đó, tại vì trước khi quyết định mẹ đi gửi đi thì ba Na cũng có lên kế hoạch là sẽ đi mổ vậy đó. Bữa nay vừa đi vừa cầm điện thoại quay, vừa nói chuyện với ông bà cô chú, nên là sắp tới rồi, nhanh tới nè, cũng gần chứ không có xa. Đi bộ giống như mình tập thể dục vậy đó. Có sợ là mình đi siêu thị, đi chợ, đi đâu đó thì mình phải cần cái xe, rồi mai mốt thăm ba, đi thăm ba nữa. Ba Na thì nằm ở trong đó, mà tới lúc mà ông tỉnh dậy thì sẽ đi ra mé ngoài, ra phòng mé ngoài nằm thì sẽ được đi thăm thường hơn. Nếu mà ra ngoài nằm á thì có thể thì lên ở với ông với ba Na luôn cũng được, nhưng mà chắc là không có được, tại vì Châu thì mất đi làm rồi mất bé Na nữa, nên là không có ở với ba Na được, chắc là sẽ thuê người, rồi tới lúc đó thì cũng sẽ đi thăm dễ dàng hơn. Thì Châu cố gắng
lái cho nó giỏi giỏi rồi Châu tự đi thăm ba Na, nên là cần bằng lái xe. Châu đi sắp tới rồi cả nhà. Tới rồi cả nhà ơi. Cô Na giờ mở đèn lên luôn. Dạ xe cô Na hỏi trời mưa. Cô Na nói bữa nay trời mưa chắc là bán ế nữa. Thường trời mưa bán không được. Cứ uri thông nhốt. Tới ngày á, thường ngày hay ngày cái có gác xách ra bỏ đó đó. Nên là Châu thấy có cái thùng đó, Châu tưởng đâu thùng của nhà. Hỏi cô Na, cô Na nói không phải. Hôm nay trời mưa nên là mẹ ra ngồi đây chờ Na về không bà cô chú ơi. Chờ Na về để ra rước Na. Mỗi bữa nhầm bữa hay á, thì thấy thì ra rước, còn không thôi cô giáo đưa vô tới cái trong này luôn. Còn hôm nay trời mưa á, nên ra đây ngồi chờ. Na về tới không bà cô chú ơi? Cặp nặng quá mẹ ơi, mẹ cầm thử coi. Rồi vô thưa cô nữa nè. Vô thưa cô, hôm nay đi học mấy gì? Ta nhau quá xinh đi ta. Thưa cô quá chứ. Ủa má tụi em gì? Hả? Hả? Cô ra một cô xíp phó. Đi hẹn mà xa chụp kìa. Ông nên nghe cho kia dập phê ca kê môn dật. Chà mẹ lấy tiền nha. Hà Na nó đòi uống nước không mà cô chú ơi. Chắc em vô hả? Có mơ mơ tìm sắp tí xì á. Hỏi cô mua cái gì? Cô nói cô có cà phê kìa. Nè. Nè Na cầm thẻ đi rồi Na đưa cho người ta tính tiền nha. Na cầm thẻ đi, Na đưa cho cô, mua xong đưa cho cô tính tiền. Rồi đi. Mẹ, mẹ biết không? Biết gì? Biết được. Na không, mẹ không biết. Na biết không? Dạ Na biết. Đây đi, rằng hả? Dạ. Đi theo nha, mẹ biết nha. Ủa mới nói ông bà mà ông bà cô chú đi theo với. Mẹ ông bà cô chú đi theo con nha. Theo mua nước nha. Mua nước nha. Rằng không? Rằng. Tới đâu à? Chờ chút. Không sao
Rồi vô đi mua gì lại nói với chủ đi. Nhớ xeo Thana mô xa Dê kì hê Sa chăng đi mạnh thê. Nói đi, nói đi. Mà lo Khưng kê Khô khô à Hành kê Chú xeo Phô chăng nè. Yên xa, nhớ xeo Nhớ nhớ Kê chăng hà xe nè kà cho kè. Oh, you good. Hey, 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 nên là không cha hai con xích phó đẹp không? Ở trong quán nước cây cối nhìn thích gà xanh tươi. Mày và nó phải mang ra cao kiểu. Thơm á, vô đây thơm cà phê với anh này ha. Này nghe thơm không? Anna nó khen hoa đẹp quá. Hả? À, kia đế. À ni, cặp cha à ni. Thiệt đó con, là thiệt đó. Không biết tụng hoa nữa. Đúng hả? Rồi đứng động nữa nha. Dạ. Hành anh nó lại đi nó ôm cái này. Nó nói mẹ ơi chụp hình cho con đi. Thích à? Thích gì cả. Hana chân mệt bông quá xa cho kia. Khen chân á. Uri ba rô ca nên để bạc khen na tốt tế. Nó. Nó hoa thiệt. Thu ngôn nè. Khen đi mình đi rồi làm gì. Nè. Cô nè nói là cô nè đi rước chị. Mama đi cực khắp chơi là đi cực khắp chơi. Thấy không? Không phải thiệt đó con. Thiệt đừng đụng. Đừng đụng hư của người ta đó. Không được. Thiệt thiệt. Ông bà cô chú ơi. Mua về tới nhà rồi nè. Na kính mời ông bà cô chú cùng uống với Na đi. Kính mời ông bà cô chú cùng uống với Na nha. Ngon. Nóng không con? Không. Không nóng hả? Trời ơi, văng tùm lum cái áo phát rồi con gái ơi. Trời ơi. Không có phát giặt cực lắm con à. Mà không có sao? Nhiều, mỗi cái nó văng một quách chiếc em mốt nó dơ hại cái áo nè. Mà giặt tức. Giặt được. Ừ, giặt được. Nhưng mà giặt thì không có cái con bạn không biết hả? Dạ con uống đi. Mua con đừng đụng cái bàn mẹ quay phim đó nhúc nhích á. Đồ nóng đúng không? À, đồ nóng mẹ nó nóng mà. Con nói không nóng cả mẹ. Mẹ rót ra ly nhỏ cho con nha. Dạ. Ông bà cô trời nóng lắm. Nhỏ đây nói mà cô chú cũng nghe rằng chị đi sát đâu có mặt sát hay gì vậy nè. Uống hết đi rồi cái mẹ sát ra tiếp cho nha.
đây nè. Cái này mua hết 4.000 won tiền Hàn, là tính ra nếu mà nhân 20 thì nó 80.000 tiền Việt Nam. Nãy giờ không tới 20. Tỷ giá Hàn có 18 hay gì á, nên là nó khoảng 18, 36 là 72.000. Từ từ có. Đừng nóng không? Nóng vậy lắm không? Em. Này đi học có gì vui không, kể mời cô chú nghe đi. Mẹ. Cô giáo bỏ cái này vô mà. Cái này cây. Người ta đi. Cô giáo nói gì sao? Không có nói cái gì mà tự nhiên nói. Anh tự nhiên bỏ vô cặp của nè. Vậy là mấy bạn khác không? Mấy bạn khác cũng có. Cô mà, giáo cho khách. Mà cô chú nó nói à, nó nói à, cô giáo thì bỏ vô cặp cho nó cái này mình không biết làm cái gì. Để gì hỏi cô thì cô biết rồi. Ông bà cô chú ơi, cả nhà ơi, giờ tới bữa cơm chiều. Cái món này là sườn nấu gì sao cô không rành đó, mà hôm qua bạn với cô Nam mua, hôm qua mua giấc tối nhưng mà tối không có ăn, hiện giờ là để bữa nay hâm lại ăn. Hai chị ăn tết đó. Ông bà cô chú ơi, giờ gần tới giờ về rồi. Bữa nay thì lúc ăn cơm không có quay, tại có Dượng với bạn Dượng nên là quay sợ Dượng ngại nên là không có quay. Giờ tới giờ về rồi. Nè cho nè coi, nãy giờ 10 phút chưa? 10 phút tắt được rồi đó. Đâu nãy phỏng cái tay đâu, coi hết chưa? Hết chưa? Đỡ rồi, còn đau ở đây nè phải không? Nãy nay nước nóng nè, không cẩn thận bị phỏng tay mà không sao bà cô chú. Mày quá. Kem chân nè. Nè in đọc sao cho. Kem chân nè. Nà chung mê chô xe mê à tế. Bữa nay không có khách đâu bà cô chú, có một bàn khách à. Cái châu lao cái cửa sạch rồi nè, thấy không? Châu lao cái cửa sáng rồi. Lao được cái cửa. Này tội nghiệp chú quá, không có khách. Có một bàn khách mà. Trời còn đang mưa. Tắt chưa? Cho nãy giờ nó xin coi điện thoại cho nó coi 10 phút. Chụp xa, chụp gần xấu quá. Trời ơi, xấu, đê tiện luôn. Thì cả nhà ơi, cái video của Châu tới đây Châu xin tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ. Xin kính chào, kính chúc cả nhà luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.